Trên audio thị xã Phú Thọ chuyên âm thanh hàng bãi. Tiếp tục xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa của hãng Pioneer đến từ đất nước Nhật Bản. Vâng, thưa quý vị, cặp loa này thì quá là nổi tiếng rồi. Pioneer S922 thưa quý vị, với một cấu hình cực khủng và sang trọng. Và hôm nay Nguyên Audio tiếp tục chào đón em nó về trong tình trạng đẹp không tì vết, thưa quý vị. Đẹp không tì vết. Em nó còn quá là mới và quá là nguyên bản. Góc cạnh chưa bị sứt sẹo gọi là một chút xíu nào. Đôi loa này thì cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ về tại cửa hàng chọn lựa rất là kỹ, tuyển nhiên hàng đẹp, xuất sắc cho quý vị. Đôi loa này thì Nguyên Audio cũng giới thiệu khá nhiều lần rồi, sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, thưa quý vị. 4 đường tiếng, 4 loa. Nó sở hữu một loa bát cộng hưởng 40 cm, màng carbon tráng titan, gân mút, thưa quý vị, và một chiếc loa bát thứ hai là loa bát điện 25 cm, cũng màng carbon tráng titan, gân mút, một loa trung đôm và một loa chép điện cao cấp của hãng Pioneer. Loa này thì rất là to cao và nó rất là nặng. Nó có chiều cao 91 cm, chiều rộng 47 và chiều sâu là 34 cm, thưa quý vị. Thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ rất sang trọng. Và đây thưa quý vị, đây là thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ của đôi loa Pioneer S922. Đẹp thiếu thùng xốp mang về cửa hàng, nó còn quá là mới. Và đây là đằng sau của đôi loa, có trở kháng 8 ohm, công suất 80W trên một thân thùng, thưa quý vị. Mặc dù nó chỉ có công suất 80W thôi, nhưng mà nó đánh rất là hay và rất là khỏe, uy lực và mạnh mẽ. Với thiết kế thêm một bát cộng hưởng 40 cm thì nó tăng thêm giải âm trầm, giúp cho chúng ta nghe tiếng bát xuống rất là sâu và rất là mềm. Trong loa này thì quý vị có thể sử dụng 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và nó có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng trữ tình cho đến nhạc đan nhạc mạnh thì nó đều có thể chơi được. Dòng loa này thì Nguyên Audio rất vinh dự được đón chào, cũng thỉnh thoảng cũng về được một cặp và bán đi rất là nhiều cho các anh em. Thường những dòng này thì cũng không có hàng về nhiều đâu ạ, thỉnh thoảng mới về được một vài cặp thôi, cũng rất là hiếm. Dòng này thì nó không kén âm ly, thưa quý vị, không kén âm ly một chút nào. Này Nguyên Audio ghép nó với chiếc âm ly cũng mới về, Denon 780D. Và hôm nay cửa hàng cũng mới về được một chiếc equalizer của hãng Victor. Xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời. SE 70, thưa quý vị. Với 12 chiếc cần gạt một bên, hai bên là 24 chiếc cần gạt. Tiếng của chiếc lọc xì này thì quá là hay rồi. Và đôi loa Pioneer S922 đẹp xuất sắc, bazin cho quý vị nguyên bản 100%. Nguyên Audio đang bán với giá 26 triệu đồng, thưa quý vị, 26 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc.
nhắc lại quý vị và các bạn một lần nữa, đôi loa piano S922 đẹp xuất sắc duy nguyên bản. Nguyên Audio đang bán với giá 26 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Hai ngày phép mất hai hôm làm quen, em ơi cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bân biên, thì gót lêu mong manh làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hè, chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết em đang tùng nhìn vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai với thương. Đời hạt rơi luôn hòa cười.